đẹp không? Đẹp chứ. Vòng đinh ước hả? Vòng đinh ước trị giá hẳn 10.000, xịn không? Đây là vòng tay cầu hôn tình yêu của bạn Dương đúng không? Vậy là anh đồng ý. Đồng ý. Thế thì đeo vòng này rồi đừng có mà chạy làng đấy nha. Ừ, anh xin hứa. Lắm chuyện lắm ấy. Em còn nhớ không? Vòng cầu hôn của chúng mình đấy. Còn giữ nó à? Đối với anh suốt 8 năm qua, chuyện tình yêu của chúng mình chưa bao giờ kết thúc cả.